Chịu. Mấy cốt gần kia được. Kia cũng có một cái gốc ạ. Có một cái được. Kia trụ. Đâu? Kia gốc cũng có to. À. Ui. Nhưng mà chính lại đéo đẹp ạ. Thế mệt người lắm. Đéo vào cây 6 triệu kìa. Cây 6 triệu của em. Cây bà cho thằng bác sĩ. Ui cây móc đâu ra. Không có đâu. Cây kia thì mệt người lắm. Sơn liễu. Sơn liễu. Đấy. Đi ra đằng kia chưa? Anh chưa. Này, là nay vắng vẻ quá. Hôm cuối tuần vừa rồi có điểm. Không. Chắc không ý thiên đông. Nay thời tiết đẹp này mà không đi mấy kìa. Vẫn đang ở tuần. Cạnh bên này. À được. Đỉnh đấy. Đây nhân. Sơn liễu anh hiểu. Sơn liễu. Mùa này sơn liễu lá đỏ đẹp đấy. Chuẩn bị ấy. Xách tay đấy. Nhìn cứ như là xách cái tàu về ấy nhỉ. Qua đường tiểu ngạch. Đấy, nhìn phong tranh nghệ thuật này nhỉ. Mấy tiền đấy anh? Cái này à? Vâng. Giao dịch trên E2B của LT2 là 1.2 triệu. 1.2 triệu. Đấy. Giao dịch để anh, chợ 1.5 triệu. Đấy. Không, đừng nghe thằng Hùng Ren nào. Hùng Ren này bán hết cây rồi. Đó còn có 2 cây sơn liễu cây rồi. À cũng sơn liễu à? Sơn liễu còn. Nhìn thân nó thụ nhỉ, sướng nhỉ. Đấy. Rêu riết. Đọc số đây anh Hiếu. 0983 16 98 Đến anh Hiếu là được cho hát đấy. Cho hát luôn. Cứ đến là có hát. Cho hát và cho nghe hát luôn. Không có hát là còn có cả tay vịn. Đấy, đầy đủ, đủ món. Thiên đường sung sướng. Lấy cái thôi rồi. Dương Nội đấy, đúng không? Người đẹp đến từ Dương Nội. Có phải Dương Nội anh nhỉ? Đúng rồi, Dương Nội. Cách chợ Đông 3 cây. Đấy. 3 km. Đường vòng. Trời ơi, trên đường ăn uống, ăn trên đường sung sướng cả ăn uống. Đấy, sơn liễu. Đây quay một loạt cây của anh, ông nào thích thì hỏi nhá. Con này cũng được một thời gian ở đây rồi, chắc đang chờ người thương, khá là bệt. Đây, đấy, hoa giấy đang ra hoa rồi. Đấy, giấy đang ra hoa này. Còn Hiếu nhá, alo trực tiếp và hỏi giá các bác nhá. Đang tròn phần ngập mặt. Si cổ, tai chuột cổ. Tai chuột cổ này bao nhiêu đấy anh Hiếu? Cái đấy ạ. Vâng. Cái đấy 7 triệu. 7 triệu, đấy, giá yêu thương luôn. 7 triệu. À đây số điện thoại trên xe đúng không? Đúng rồi. Quay lại nhìn số điện thoại. Mất bố số 1 rồi. Kia cái số bị mất kia là số 1. Đấy. Dạ.
Đấy, quay quay ra cho nó lộ vai đấy. Để vẽ để cho chéo. Đấy, vừa xoay lộ vai người sờ ngay. Dạ. Các cụ chơi thích thả nước, thả con cá cờ, thả cứ về 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 nước. Về sao về bây giờ là phải cắt cái cành kia, bỏ cành này đi. Ôi, cây này thì cắt gì nữa? Cắt nó không lên được rồi, nó có ra. Kể cả lên nó chả theo được cái chân này, nó không khá hơn được. Thế này mà chơi được. Đồ này thì cắt không hơn được, cứ để cho nó bóng mà chơi thôi. À, này chân cẳng hay. Đây là bạn sơn kênh này mà. À, là cái gì là hay đi. Đúng. Bao nhiêu? Đúng rồi. Này không ăn thua. Có mua được cây nào chưa bác? Đằng kia có quấn kéo bán đằng kia nhưng mà hơi đắt. Mở ra để xem rồi nhưng mà hơi đắt. Đây là cây của ông nào. Hỏi cho anh em biết giá với cả chả biết của ông nào. Ngồi hết trong quán rành rành này. À thế à? Chết. Tí đấy bảo rành rành. Nhìn xa bảo rành rành. Nhìn bảo vệ nghĩ rành rành. Nhìn lá thì biết. À cũng của anh à? Không, của anh hết từ đây. Đấy, hết lên được xe. Đấy, số má ấy cứ ông nào thích cứ alo mà hỏi giá. Gọi điện ra thích thì alo luôn, đừng nhắn. Có ông nhắn tin hỏi cây này mà anh không biết trả lời thế nào. Cái gì? Cây này giờ thế nào? Ai vậy? Cây gì ạ? Cây có cây anh đem ra chợ phiên trước xanh giá nào nhỉ, không biết xanh nào, bao nhiêu cây xanh. Các cụ già nhắn tin mình nói chung không hiểu được, khó mà nói. Như là mình có mỗi cái cây đấy thôi. Không biết giá nào rồi. Mà các bố lại không biết gửi ảnh hết nữa thì là khó lắm. Và bây giờ ông thấy cây nào ông chụp tôi, ông sẽ tôi mới biết được. Cứ hỏi cây xanh thì mới cả tỷ cây biết cái chó đó. Đấy, nhiều trong cảm. Cũng nhổ cái này mày vẫn tòi dễ hít. Dân liệu. Dân liệu là chơi bonsai đẹp. Nó mảnh mai. Lá nó nhỏ. Lá nó sắp dùng nó đỏ đẹp. Tí. Lả lơi. Triệu mà mẹ hai ba năm nay. Cái bồ đề đẹp đấy. Đi nào? Kia. Mua đi. Có tiền đâu mà mua? Bao tiền vậy? Bồ đề á? Lấy 4,5 triệu. Tháng một tháng cái nào được? Được hai à một cái súng. Hai cái mai từ quý. Này bố bán là dễ bán đấy. Cũng gửi hàng này tiền giờ ở Hà Đông bây giờ tiền trăm gửi bán á, triệu khó bán lắm. Hỏi toàn tiền trăm, tiền triệu chạy ngay.
mua lại của thằng tự cái gốc xanh chưa được. Cái gì nữa? Cái xanh là gốc nữa. À sao lại để tới đấy? Đấy mua của nó. Như bao nhiêu tuổi rồi ông ơi? Tôi nhìn đầu đục rắn đục rết. Ác đấy. Vâng. Sau giờ đang cầm. Đấy. Mai này mua một chiếc Tết là vừa đấy. Mua từ giờ Tết chơi thôi. Mai này nếu mà nói ông đi quay thì là nhầm. Cái này mai này phải ra riêng chơi mới là đẹp này. Thế thì chết. Không, mai này tuyết được dụng cái nảm. Chứ đang mua ở chơi Tết hoa này. Giờ bắt đầu dùng là tất mới nói về nam người mình phải nổ thức. Thế nên Tết xong mùa xuân á. Đầu xuân của mai này đi bán á. Có một bản nó bất cấp. Hợp nhất, chẳng biết thường nhất mũi nhỉ. Đi đến đâu cũng thấy mùi. Thế hậu mình là thế. Anh nhà mình cũng dùng được là quả. Nhiều quả. Tí của nó rất nhiều quả. Ông biết tớ ông lấy. Ừ hay. Ông kia ông tớ ông lấy. Để một cây rồi. Cái giống sung quả thật sung tí đấy. Đấy cái giống sung nó thế. Nhiều quả. Nhiều quả. Nhiều quả. Lúc quả nó to rồi không? Nó quả từ rất là từ đầu cảnh nó có quả. Cái dòng quả, trắng như quả to. Kiểu nó như dòng siêu quả. Thế nó ra được cái ổi này cái mẻ của tao à. Bà đi đi chị đi quá sáng chẳng bán cái nào. Bán mấy cho bao tiền cây súng à? Ông kia ông lấy cây à? Thế à đây? Đó, bao tiền cây? Súng vậy? 400 một cây. Đấy, thằng này cũng đeo đi ngay. Thằng này cũng đeo ra bùa. 400.000 cây thôi. Mà ông mua cả mớ nhỉ? Được, về buôn, muốn nuôi. Đẹp quá. Không đi được không? Từ giờ đến trưa là hết mớ súng. Để gọi đất 700 mặt. 700 mặt? 700. Tuy đổi trọng chúng ta. Khách thì lại 7 triệu. Ông thất. Giờ đang cần nạp lại cứ đục phết. Cái đấy nữa đây. Đây có tác phẩm mới. Đấy. Mang được người đây. Kinh đấy. Phải cưa máy. Là một đường cưa máy. Vui mà.